Sau đây là bơm chân không vòng nước, loại lắp với động cơ 55 kW, 8 cực điện, tốc độ là 700 vòng phút. Thì đây là vận khớp nối. Thì nguyên cả một cái bộ như này, nó nặng khoảng 1 tấn 1 tấn 1 tấn 2 nha, có thể là hơn, chưa có cân chuẩn lại. Đây là cái phần phốt của bơm. Còn là cái đường kính ống hút ống xả ở đây thì nó rơi tầm là 150 mm. Về cái thông số tiêu kỹ thuật thì ở đây là mã SK-42, công suất của động cơ là 55 kW, 8 cực điện, áp suất hút thì là âm 735 mm thủy ngân, âm 0.098 MPa. Cái lưu lượng hút ở đây là 2520 m³/giờ, hay còn gọi là 42 m³/min. Thì cái ống hút ống xả là 150 mm. Thì hàng này là đầy đủ CO, chứng từ xuất khẩu. Thông thường thì bảo hành tầm 18 tháng. Quý vị cần thêm thông tin liên lạc thì xin liên hệ công ty Minh Motor theo số điện thoại sau nhé. Đây là toàn cảnh đầu bơm.